Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản ví điện tử Neteller. Việc đầu tiên các bạn cần làm là nhập cái đường link dưới đây vào trình duyệt web của các bạn. Các bạn sẽ đến được trang đăng nhập của Neteller. Các bạn hãy bấm vào Join for free ở đây hoặc là ở đây để tiếp tục. Kế tiếp các bạn điền địa chỉ mail của các bạn vào ở đây. Password đăng nhập vào Neteller. Yêu cầu password phải từ 8 chữ trở lên và có một ký tự số, một ký tự viết hoa và một ký tự đặc biệt. Chọn loại tiền muốn giao dịch ở tài khoản Neteller. Chúng ta tiếp tục xác nhận tên của chúng ta ở đây, họ và chữ lót ở đây. Ngày, năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giới tính các bạn thêm vào đây. Chọn ở đây. Ở đây đường địa chỉ thì các bạn điền vào số nhà, tên đường của các bạn, phường gì, quận gì. Tất cả là viết tiếng Việt không dấu. Chọn quốc gia, thành phố. Xác nhận là thành phố, mã zip code ở thành phố đó. Mã zip code này các bạn có thể lên Google search. Ví dụ như ở đây là thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có thể search Google là zip code Hồ Chí Minh thì nó sẽ ra cái mã số là 700.000. Nhập số điện thoại các bạn vào đây và bấm join now. Thì lúc này Neteller sẽ cung cấp cho bạn 6 cái số SKU ID của bạn. 6 số này các bạn phải lưu lại một nơi nào đó để trong quá trình thực hiện chuyển tiền thì Neteller sẽ hiện tại sẽ yêu cầu là 6 số SKU ID này. Các bạn bấm deposit now thì nó sẽ đưa các bạn đến cái trang đăng nhập một lần nữa vào tài khoản các bạn. Các bạn bấm sign in ở đây để đăng nhập ở đây. Bạn nhập địa chỉ email và password đăng nhập vào, bấm sign in thì các bạn đã được đưa đến cái tài khoản của các bạn vừa tạo. Bước này Neteller yêu cầu các bạn verify tài khoản. Các bạn hãy bấm vào đây để verify tài khoản Neteller của mình. Bước đầu tiên các bạn, nó sẽ yêu cầu 3 bước. Bước xác chuyển tiền vào để xác nhận tài khoản, bước tạo câu hỏi bảo mật và cái bước cuối cùng là cập nhật hồ sơ. Chúng ta sẽ làm thực hiện từng tự từng bước. Ở đây thì chúng ta thực hiện bước 2 trước. Bước thứ 2 trước. Như ở đây nó yêu cầu chúng ta có thể thực hiện bước 1, bước 2. Chúng ta chọn thực hiện bước 2 trước. Chúng ta chọn câu hỏi bảo mật. Các bạn bấm sổ xuống chọn cái câu hỏi bảo mật. Lần lượt 3 câu và ghi cái câu trả lời ở đây. Bấm Save Question. Thì nó sẽ đưa ra một cái trang tóm gọn lại là câu hỏi của bạn, bảo mật của bạn 3 câu là gì. Các bạn bấm tiếp tục Enable. Bảo mật 2 bước. Tới đây thì buộc lòng các bạn phải chọn Deposit Fund để chúng ta có thể nạp tiền vào để kích hoạt tài khoản. Bước này các bạn bấm vào đó, các bạn chọn cái thẻ Visa hoặc là Master của các bạn. Các bạn hãy lưu ý là tất cả là phí nạp từ Visa hoặc Master card của các bạn là 1.9% trên tổng số tiền nạp. Các bạn chọn cái loại thẻ của mình. Các bạn điền thông tin thẻ vào đó, số thẻ, ngày cấp, ngày hết hạn, rồi 4 số, 3 số bảo mật. Các bạn nhập hết thông tin vào đó và sẽ đến yêu cầu của Neteller là nhập đầu tiên là $3 từ thẻ của các bạn để xác minh coi cái thẻ của bạn có đúng là chủ thẻ không. Các bạn nhập hết thông số yêu cầu và bấm Continue để tiếp tục. Chúng ta bấm Confirm để xác nhận thông tin thẻ. Nếu sai thông tin ở bước này có một cái thông tin đó gì sai thì các bạn bấm Edit để sửa đổi lại. Chúng ta bấm Confirm tiếp tục. Rồi nó sẽ xác nhận chúng ta là yêu cầu chọn Validate Card để không bị giới hạn cái tài khoản nạp tiền vào Visa Mastercard. Sau khi các bạn Validate Card, các bạn đồng ý nạp $5 vào tài khoản Neteller của bạn, các bạn sẽ được nhận được Validate Code từ Neteller. Chúng ta bấm Continue để tiếp tục. Nếu các bạn thực hiện Internet Banking hoặc là lệnh chuyển khoản thì các bạn sẽ nhận được tin nhắn chuyển khoản của ngân hàng. Trong đó nó sẽ có một số kế tích dòng chữ Neteller, có 4 cái số đó là tài khoản Validate Code của các bạn. Các bạn hãy nhập cái 4 cái số Validate Code vào đây và bấm Validate Now. Sau khi cập nhật xong thì tài khoản Neteller sẽ
sẽ yêu cầu các bạn cập nhật thêm $3 nữa để bắt đầu thực hiện chuyển từ $3 đó vào tài khoản Netdollar của mình. Coi như là các bạn đã xác minh thẻ xong và nạp thêm $3. Các bạn yên tâm là $3 và $5 này thì sẽ được cộng vào tài khoản của các bạn. Số tiền này Netdollar sẽ trả lại, nó sẽ không bị mất, các bạn yên tâm. Bước 3 là các bạn cập nhật hồ sơ lên Netdollar. Các bạn nó sẽ được yêu cầu các bạn là xác minh hai bước. Các bạn nhớ chú ý là trong quá trình mà yêu cầu xác minh hai bước, các bạn cứ chọn No Thank You ha, chứ đừng có bấm xác minh hai bước này thì nó hơi xử lý nó hơi phiền phức một chút. Các bạn nhập vào chứng minh nhân dân của bạn, chọn ID card, nhập số chứng minh nhân dân vào đây, chọn ngày tháng, ngày hết hạn trong đây, bấm Continue tiếp tục. Các bạn có thể là nhập bằng hộ chiếu, bằng lái xe cũng được. Rồi tới đây thì bắt đầu quá trình yêu cầu verify verification hồ sơ, các bạn bấm start để bắt đầu. Các bạn có thể chọn hộ chiếu nè, chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe, các bạn chọn một trong ba loại. Tới đây thì hệ thống Netdollar yêu cầu các bạn chụp bằng webcam của màn hình laptop, các bạn sẽ đưa cái chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc là bằng lái xe các bạn đưa lên đó, các bạn chụp lại hoặc là upload cái file hồ sơ của các bạn đã scan sẵn hoặc là chụp sẵn, chụp màu ngay ngắn sẵn, các bạn chọn upload lên hồ sơ lên đây. Lúc này thì tạm thời cái tài khoản Netdollar của bạn sẽ được ghi nhận là cập nhật đầy đủ 3 bước, thì Netdollar sẽ ghi nhận là tài khoản, và nếu không có vấn đề gì phát sinh thì Netdollar sẽ active tài khoản của bạn trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Chúc các bạn thành công.